Thời còn bé là cộng nghiệp nhiều hơn, đúng không? Thời còn còn bé, thời còn bé chúng ta có một cái xu hướng là gì? Các bạn nhìn lên hình nha. Thời còn bé chúng ta có xu hướng copy bắt chước rất mạnh. Thời còn bé chúng ta copy và bắt chước rất mạnh. Copy ai? Bắt chước ai? Bắt chước anh chị em trong nhà, bắt chước ba mẹ, bắt chước thầy cô, đúng không? Bắt chước. Thì bắt chước tức là bắt chước môi trường xung quanh, tức là nó copy cộng nghiệp. Hình dung chưa? Đấy. Như vậy là cái giai đoạn giáo dục quan trọng là giai đoạn cộng nghiệp này này. Đó là lý do vì sao từ lúc chúng ta mang bầu cho đến năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học, chúng ta chỉ có học và học thôi. Các bạn hình dung chưa? Chính là giai đoạn cộng nghiệp chúng ta có xu hướng copy rất mạnh. Rồi đến khi chúng ta lớn lên, chúng ta đi làm, chúng ta lăn lộn trong đời sống, thì ai là người ra quyết định cho mình? Lớn lên chúng ta đi làm, chúng ta lăn lộn vào trong đời sống, thì ai là người ra quyết định cho mình? Mình đi copy hay mình phải tự suy nghĩ và chọn lựa? Các bạn hình dung chưa? Nên cái thời mà các bạn lớn lên, các bạn đi làm là các bạn tự lập, thì biệt nghiệp nó quyết định. Biệt nghiệp. Mà biệt nghiệp quan trọng nhất chính là ý nghiệp. Hình dung chưa? Thân khẩu ý thì ý nghiệp là quan trọng nhất, vì suy nghĩ nó quyết định tất cả những thứ còn lại. Cách chúng ta tư duy, cách chúng ta suy nghĩ nó quyết định sự chọn lựa của chúng ta. Y như là hai anh em Hiếu Toàn và Hiếu Tích ấy, lên trên kinh đô rời khỏi cha mẹ. Cái ý nghiệp nó chọn lựa hướng chúng ta đi. Và nó sinh ra hai số phận hoàn toàn khác nhau. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Vậy ở cái giai đoạn cộng nghiệp, các bạn nên giáo dục nghiêng về ba gốc hay nghiêng về ba độc? Ở cái giai đoạn giáo dục, chúng ta nên giáo dục nghiêng về ba gốc, giai đoạn thời trẻ, tức là đạo đức, trí tuệ, nghị lực, hay nghiêng về ba độc là tham, sân, si. Cộng nghiệp phải cộng nghiệp với ba gốc nha, để lớn lên khi mà nó vận hành biệt nghiệp thì nó vẫn có cái ba gốc nó kéo lại. Các bạn hình dung chưa? Còn cái giai đoạn giáo dục này mà mình quên mất ba gốc thì đến giai đoạn biệt nghiệp nó mọc lên, coi chừng toàn ba độc nó mọc ra thôi. Nó sẽ ra quyết định theo bản năng thôi, nó thích thì nó làm thôi, mà thích thì làm là tâm tham, có thế thôi. Nên giai đoạn từ nhỏ cho đến hết đại học, nhắc đi nhắc lại này, giáo dục về ba gốc là cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Có một cái câu nói nổi tiếng của Lão Tử: gieo suy nghĩ tạo nên hành động, gieo hành động tạo nên thói quen, gieo thói quen tạo nên tính cách, và gieo tính cách tạo nên số phận. Đó, các bạn thấy chưa? Tức là gốc ở đây là gì? Gốc của số phận là gì? Gốc của số phận là suy nghĩ. Từ suy nghĩ nó dẫn đến hành động, từ hành động nó dẫn đến thói quen, từ thói quen nó dẫn đến tính cách, từ tính cách dẫn đến số phận. Vậy toàn bộ số phận của các bạn ẩn chìm dưới nó vẫn là những suy nghĩ của chúng ta. Vậy hãy để những cái suy nghĩ đó nó vận hành trên nền tảng những suy nghĩ hướng thiện, những suy nghĩ sáng suốt, những cái suy nghĩ mà nó có cái chất ý chí nghị lực trong đó, chứ đừng nghĩ về những cái điều xấu ác. Đấy. Vận mệnh này, vận mệnh nó gồm hai chữ vận và mệnh nha. Vận là thời vận, là thiên thời, là thời cuộc. Mệnh nó viết tắt chữ mạng, mệnh với mạng là giống nhau nha. Ở ngoài Bắc thì gọi là mạng, thì ở trong Nam gọi là mệnh. Con đường cách mạng hay con đường cách mệnh là giống nhau. Hình dung chưa? Mà mạng tức là cái thân mạng này,
cái cuộc đời này, cái thân mạng này thì nó gọi là mạng, hiểu không chưa? Vậy mạng là chính mình, mạng là nhân, vận là thiên, mà mạng là nhân. Nhân tức là chính mình, tức là số phận của mình. Mệnh chính là số phận của mình. Vậy hỏi một câu này, số nó cố định hay thay đổi được? Các bạn bảo số phận của tao nó thế, thì bây giờ tôi hỏi lại các bạn, số nó cố định hay thay đổi được? Số nhà có thay đổi được không? Số điện thoại có thay đổi được không? Số tuổi của các bạn sống có thay đổi được không? Số vợ các bạn lấy có thay đổi được không? Cái gì mà chả thay đổi được nha. Vấn đề là chúng ta thay đổi theo ba gốc hay thay đổi theo ba độc. Thay đổi mà có đạo đức trí tuệ nghị lực nó khác, mà thay đổi nó toàn tham sân si nó khác, đúng không? Chứ còn số là nó thay đổi được mà nha. Nên tất cả những cái gì liên quan đến con số đều thay đổi được hết. Nên số phận của các bạn hoàn toàn thay đổi được. Vấn đề là chúng ta thay đổi hướng đi về đâu? Hướng về ba gốc hay hướng về ba độc thôi? Nghiệp quá khứ cộng với nghiệp hiện tại thì sinh ra nghiệp tương lai. Sinh ra nghiệp tương lai nha. Nghiệp quá khứ đã trôi qua chưa? Từ đời nào, kiếp sống nào đã trôi qua chưa? Rồi cái thời bé 5 năm, 10 năm chúng ta sống, hồi bé chúng ta nghịch ngợm, lỡ làm gãy cái tay, nên bây giờ cái tay nó hơi bị yếu một tí, thì cái nghiệp quá khứ này đã trôi qua chưa? Những cái gì đã trôi qua rồi thì chúng ta có can thiệp được nó không? Bây giờ này, các bạn đang ngồi đây này, các bạn can thiệp giúp cho tôi cái việc hôm qua các bạn uống bia đi. Các bạn can thiệp kiểu gì? Ngay ngày hôm qua các bạn uống đúng một két bia nên bị say, bị say xỉn. Rồi ngày hôm nay thì tỉnh táo ngồi đây này, ngồi đây đang nghe chia sẻ này, xong các bạn quay trở về hôm qua để bớt lại, không uống một két bia nữa, uống một lon bia thôi. Sửa nổi không? No. Mọi sự sửa đổi đến từ quá khứ hay đến từ hiện tại? Mọi sự thay đổi số phận của chúng ta đến từ quá khứ hay đến từ ngay trong hiện tại để chúng ta sửa? Quá khứ chỉ là cái gì? Quá khứ chỉ là bài học, lưu ý nhé. Quá khứ chỉ là bài học, chứ quá khứ chúng ta không thay đổi được. Nhắc lại này, mọi nghiệp quá khứ chỉ là bài học. Mọi thay đổi luôn luôn xuất phát từ hiện tại. Các bạn chỉ thay đổi ở hiện tại được thôi nha. Bất cứ lúc nào các bạn ra một cái quyết định thì quyết định đó là ngay trong hiện tại. Sự chọn lựa của bạn ngay trong hiện tại nó quyết định các bạn đi đâu và về đâu trong tương lai. Vậy gieo nhân gì trong hiện tại chính là bí quyết của nó. Nắm được chưa? Bí quyết thay đổi số phận đây. Chúng ta gieo nhân gồm 3 ý này. Gieo nhân ngay trong hiện tại gồm 3 ý. Ý thứ nhất là nhân này có sáng suốt không? Ý thứ nhất, gieo nhân này có sáng suốt không? Có trí tuệ không? Ý thứ hai là nhân này có hướng thiện không? Nhân này có hướng thiện không? Tức là có đạo đức không? Ý thứ ba là gieo nhân này thì có làm cho ra kết quả không? Hay là gieo chơi thôi? Gieo nhân nhưng mà có quyết tâm làm đến tận cùng để cho nó ra kết quả không? Tức là gieo nhân này có nghị lực không? Các bạn hình dung chưa? Chúng ta phải nỗ lực, chúng ta hoàn tất cái công việc đó, tức là phải có nghị lực. Vậy cái nhân mà nó có đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì nó tạo ra nghiệp lành và nó bẻ bánh lái của số phận chúng ta.
Các bạn hình dung chưa? Gieo nhân mà có ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì nó tạo ra những cái nghiệp lành và nó bẻ bánh lái số phận của chúng ta. Lúc này chúng ta thay đổi số phận, thay đổi vận mệnh của chúng ta đấy. Lúc này tử vi sẽ không còn đúng nữa nha, thần số học cũng không còn đúng nữa. Nhân tướng cũng tầm bậy luôn. Cứ yên tâm, các bạn đã biết cách quyết liệt gieo nhân trong hiện tại trên nền tảng đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì không bao giờ phải lo lắng. Bất cứ một ông thầy bói nào không bao giờ phải lo lắng, ông phán gì kệ ông nha. Nhưng lại đặt một cái câu hỏi khó này: tỷ lệ những người gieo nhân về ba gốc nhiều hay ít? Đặt câu hỏi khó. 100 con người thì có bao nhiêu phần trăm biết gieo nhân liên quan về ba gốc đạo đức, trí tuệ và nghị lực? Đúng không? Rất ít, đúng không? Từ vài phần trăm, cái chỗ nào mà cao thì lên được vài chục phần trăm, còn những chỗ thấp thì chắc được vài phần trăm. Như vậy là cái tỷ lệ, cái tỷ lệ cái người gieo nhân trong hiện tại liên quan đến tham sân si vẫn đông hơn, đúng không? Nó vẫn đông hơn, nên nó không bẻ bánh lái của nghiệp được, nó không bẻ bánh lái của số phận được. Nên sao? Nên thầy tướng vẫn có đất sống, thầy bói vẫn có đất sống, tử vi phong thủy vẫn có đất sống. Là vì thế, vì tỷ lệ những người biết gieo nhân ba gốc quá ít thì nhóm còn lại vẫn bị tất cả những cái môn học kia nó ảnh hưởng, vì thấy nó vẫn đúng. Thế thôi. Không dễ gì mà mình rèn luyện mình được đâu. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới, truy cập bka.edu.vn/ck3h.